Hi, xin chào các bạn, quay trở lại kênh YouTube của mình. Và hiện giờ thì mình đang có mặt ở trên Đà Lạt. Và đây là Hiệp, một người bạn chơi nước hoa cùng với mình và rất là có duyên với nhau. Hôm nay chúng mình có hẹn, lúc đầu là có hẹn lên đây để xem show Hà Anh Tuấn. Để xong rồi bị hủy. Thì mình có hẹn Hiệp là qua đây để quay review 5 mùi hương của nữ dành cho first date. Thì Hiệp hãy giới thiệu qua một chút cho các bạn kênh của mình cũng biết về được bạn không? Ok, hello Kiên. Thì thực sự cái buổi hôm nay tôi rất là cảm ơn ông, bởi vì tôi lên Đà Lạt tận 5 ngày mà cái vụ ca nhạc bị hoãn, thế nên là tự dưng mình cảm giác là nó hơi hụt hẫng. Thì may quá được Kiên mời qua đây thì ít nhiều cái chuyến đi này nó cũng có thêm một cái ý nghĩa. Thì hôm nay rất là vui khi mà gặp Kiên ở đây, thì mình muốn gửi lời chào đến tất cả các bạn đang xem kênh của Kiên. Và hôm nay mình đã mang đến đây 5 mùi hương mà dành cho các bạn nữ đi first date lần đầu. Và quan trọng là cảm nhận của Hiệp. Một người, Hiệp cũng là một người chơi nước hoa. Và Hiệp cũng có bán vui vui nước hoa. Nên anh em mà quan tâm thì có thể xem cái đường link Facebook của Hiệp ở phía dưới. Và quan trọng là cảm nhận của Hiệp về 5 mùi hương này nhau. Chắc là ông không ngửi mùi của nữ nhiều đúng không? Nói thật là tôi chơi nước hoa cũng đã khá là lâu rồi. Thế nhưng mà đa phần là tôi chỉ ngửi và test các cái mùi của nam hoặc là unisex, chứ còn nữ thì rất là ít. Nữ thì gần như là rất ít, khoảng độ, nếu mà so 100% thì chắc khoảng độ 10%. Ok, đấy nhá. Các ông nói là lần trước là cảm nhận của bạn nữ không biết gì, hôm nay mình mời cả một bạn nam chơi nước hoa và xem cảm nhận của Hiệp ra sao về những cái mùi hương này nhá. Trước khi vào mùi hương thì chúng ta tìm hiểu qua về cái gu phụ nữ mà Hiệp thích và cái gu mùi hương mà Hiệp thích các bạn nữ sử dụng. Thì đầu tiên đó là gu phụ nữ mà bạn thích là gì? Phụ nữ mà tôi thích ấy thì rất đơn giản thôi. Đó là những cái người phụ nữ mà thứ nhất là phải xinh đã. Thứ hai là cá tính và thông minh, cũng như là có một chút gì đó sexy, quyến rũ. Đó. Ok. Rất là chung. Tôi cũng như thế. Ok, thế bây giờ cái buổi first date của ông. Tại vì mình là đàn ông mà, thì mình nếu mà first date thì mình sẽ là người lựa chọn cái nơi để đi ăn, đi uống hay là đi hẹn hò như đấy. Thì ông sẽ lựa chọn cái nơi first date buổi đầu của ông sẽ là những cái mục tiêu như nào? Nếu mà first date thì tôi muốn một cái nơi mà thứ nhất là đồ ăn ngon. Ok. Có không gian một chút. Nó yên tĩnh một chút. Có yên tĩnh và có không gian. Nếu mà để chọn để nói rằng là tôi thích một cái mùi hương cho first date như thế nào thì tôi sẽ thích một cái bạn nữ mà dùng một mùi hương mang tính chất là nhẹ nhàng, mùi hoa, hương hoa. Hương hoa chứ không phải là kiểu ngọt hẳn như mấy mùi vani nhớ thứ đúng không? Đúng rồi. Không hề ngọt đậm một chút nào mà nó chỉ nhẹ nhàng và đủ để đối phương bị ngửi thấy và bị quyến rũ. Tôi đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Đều là những cái mùi hương khá là hot của các chị em. Thì đây là mùi đầu tiên. Thế thì chắc là ông nhìn ông biết mà. Nhưng mà quan trọng là có khi cái mùi thực ra thì, tôi biết rất là cái nhiều. Cái mùi này thì rất là nổi tiếng rồi. Nhưng mà tôi thì tôi biết nhiều nhưng mà lâu lắm không ngửi. Đây. Mình sẽ để tên ở phía dưới nhá. Wow. Cái mùi này thực sự nó quen thuộc mà. Nó quá là quen thuộc, bởi vì tuy rằng là tôi ít ngửi nước hoa nữ, thế nhưng mà bởi vì cái mùi này nó quá nổi tiếng đi. Thế nên là mình đã tiếp xúc và đã chạm mặt cái mùi hương này rất là nhiều. Thế nhưng mà cái mùi hương này thì nói theo một cách thông dụng nhất thì nó vẫn rất là thơm và rất là ấn tượng. Thế nhưng mà tôi lại cảm giác là cái mùi này nó hơi đậm quá so với gu của tôi. Thế còn nếu mà như các anh em khác thì có lẽ tôi nghĩ là đa phần mọi người sẽ thích mùi này. Có lẽ là do mình là người chơi nên là mình có một cái nhu cầu, cái yêu cầu nó cao hơn và nó khắt khe hơn. Nên là với những cái mùi hương này thì chắc có lẽ tôi nghĩ là nó không hợp với bạn. Nhưng mà tôi muốn có một cái cảm nhận khách quan nhất là ví dụ bạn nữ ok là hai người nói chuyện hợp với nhau mà đi first date buổi đầu theo cái mục tiêu là đi ăn những thứ mà xịt mùi này thì theo bạn thì liệu bạn chấm được mấy điểm trên thang điểm 10 nếu mà người phụ nữ xịt mùi hương này? Nếu mà xịt mùi hương này thì tôi sẽ chấm khoảng độ 6,5 trên 10 đến 7 trên 10, bởi vì tôi nghĩ rằng một người phụ nữ mà dùng mùi hương này thì cái tính cách của họ nó sẽ không phù hợp với tôi lắm, nó không cá tính lắm đó, nhưng mà dù sao thì cũng rất là quyến rũ. Ok, tôi thích ngắm và ngửi người khác, một người lạ xịt mùi này hơn là so với một người mà mình thích xịt mùi này. Ok,
Thế là vị trí số 5 nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với mùi hương thứ tư, cũng là một chai nước hoa, chắc là không hot hot không kém gì em kia. Bật mí nhỏ nhá, tôi chưa ngửi chai này bao giờ luôn. Thực ra tôi mới ngửi cái bản mới ấy. Bản Soul Scandal ấy, bản này tôi chưa ngửi. Đây. Hoa đó, hoa của bạn đó. Wow. Wow, mùi này ấn tượng không ạ? Mùi thực sự rất là ấn tượng. Chai, cái chai thôi nó rất là ấn tượng ấy. Ok. Mùi này thì thực sự nó quyến rũ quá không ạ? Tôi không thể nào mà giống cái tên ấy, tôi thấy nó giống cái tên nó đã rất là Soul Scandal. Thực sự thì nếu mà bạn nữ mà dùng mùi này thì tôi phải nói là tôi khá là thích. Nếu mà dùng mùi này thì tôi chấm 8 đến 8 rưỡi luôn. Bởi vì thực sự là cái mùi hương này nó xịt ra một cái nó khiến cho tôi bị ấn tượng luôn ấy. Ông bảo là ông chưa ngửi bao giờ đúng không? Thì ngày xưa ông nghĩ là cái mùi hương này nó sẽ là một cái mùi như nào? Tôi nghĩ là đây là một mùi hương ngọt và rất ngọt. Nhưng mà khi xịt ra thì không thấy vậy. Ngọt một cách chói lóa luôn, nhưng mà khi mà xịt ra tôi lại không thấy vậy. Tôi thấy nó thích hơn cái em Lancôme ấy. Nó có ngọt. Có ngọt, có hoa, rất là vừa phải. Yeah, rất là vừa phải. Nhưng mà thực sự là hai cái mùi hương này theo cảm nhận cá nhân của mình nhá. Mình nghĩ rằng là nó nên xịt vào những ngày buổi tối hoặc là những ngày trời nó mát mẻ một chút, mùa đông ấy. Đúng, chính xác. Nhưng mà mùa hè thì chắc là hơi ngốt. Mùa hè thì hơi ngốt thật. Ngửi một cái là tôi cảm tưởng ngay ra một bạn nữ mà đang mặc một cái bộ đồ để mà đi date ấy. Xẻ xong rồi xẻ những chỗ cần xẻ. À đúng rồi. Đấy, xong rồi kiểu có những đường cong nóng bỏng. Yeah. Tám hay 8 rưỡi hay 9? 9 10 chốt nhá. 8 rưỡi không ạ? 8 rưỡi nhá. Tí nữa đánh giá lại nhá. Ok. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với vị trí số 3, cũng là một chai nước hoa rất là hot của các chị em. Đây nhá. Chai này là chai màu hồng luôn. Bạn nữ nào theo dõi kênh của mình cũng mình cũng biết là mình đã có review em này rồi. Và tôi nghĩ là nếu mà bạn nữ nào mà không biết chai này thì đúng là một cái sự thiệt thòi. Ok. Bởi vì tôi gần như là tôi là con trai mà tôi còn biết đến chai này mà nhưng mà tôi là người chơi nước hoa rồi. Thế nhưng một số người bạn của tôi không chơi nước hoa, họ cũng biết cái chai Na Hồng này. Chai này thì khỏi nói rồi, nó là một cái mùi hương có xạ hương, hơi có mùi hoa một chút và rất là nhẹ nhàng, rất là nữ tính. Nhưng mà liệu theo cái phong cách của ông hoặc là theo cái hình dung của ông nhá, ví dụ chúng ta gặp nhau first date buổi đầu chưa biết người ta như nào, nhưng mà với cái mùi hương như này thì ông nghĩ rằng người ta sẽ có cái tính cách hay là có cái kiểu gu như nào? Tôi cảm giác là cái mùi Na này là một người phụ nữ, họ rất là nhẹ nhàng, rất là chu đáo và họ rất là nữ tính. Thế nhưng mà tôi lại không đánh giá quá cao cái mùi này cho một cái buổi first date. Bởi vì tại sao? Bởi vì trong cái buổi đầu tiên đấy cần phải gây ấn tượng với đối phương. Mà cái mùi Na này đối với tôi thì lại hơi nhẹ. Thế nếu mà giả sử mình và cái bạn nữ đấy có cái không gian mà gần gũi nhau một chút, gần nhau, ngồi gần nhau hơn thì mùi này ok. Còn nếu mà ngồi xa, hai người ngồi đối diện nhau thì mình hơi sợ là nó sẽ bị không ngửi thấy, hơi nhạt nhạt. Tôi thấy cái nhà Na này họ làm một cái kiểu rất là hay, đó là họ làm mùi theo cái màu sắc. Vì tôi nhìn cái màu hồng nó, tôi thấy có phần nó hơi bánh bèo so với những cái mùi khác. Tôi thích cái bản Na đen hơn. Na đen thì tôi thấy là nó quyến rũ và nó đàn bà hơn. Na hồng này nó có gì có khá là trẻ và kiểu cái vai của các bạn nữ tầm 21-22 ấy, nó kiểu không được sexy, không được quyến rũ cho lắm, kiểu chưa biết thành gái hư ấy. Kiểu như đấy. Ok. Nên là cái mùi hương này thì đấy là cảm nhận của tôi. Đây vừa rồi là cảm nhận của Hiệp nữa. Thì bây giờ bạn chấm tầm bao điểm ạ? Cái này à? Cái này thì tôi sẽ chấm bởi vì nếu mà dành cho first date thì tôi sẽ chấm không cao lắm đâu. Tôi sẽ chấm 7 điểm. 7 điểm thôi. Ok, chúng ta để lại vị trí này nhá. Bây giờ thì chúng ta đến với những cái mùi hương nó cao cấp hơn một chút. Em này trước mình đã cho bạn nữ làm review rồi nhưng mà bạn nữ lại không thích. Em này chắc là ông quá là quen rồi đúng không? Yeah, đến lúc mà ông nhắc đến gái hư ấy thì tôi đã liên tưởng ngay đến em này rồi. Đây. Của nhà Killian. Wow. Cái mùi này thì thực sự là tôi đã ngửi qua rồi, ngửi qua rất là nhiều rồi và cho đến bây giờ thì tôi ngửi lại thì nó vẫn như vậy thôi. Bởi vì thực sự là bây giờ hiện tại mình còn đang ở Đà Lạt nữa, cái không khí nó đang rất là thơ mộng và tiết trời đang rất là dễ chịu. Thế nên là ngửi cái mùi này thì đúng thật là không thể không mê được không ạ? Phải gọi là không thể không mê được. Mùi này tôi cá nhân tôi sắp review em này và tôi thấy rằng là mùi của nó đúng kiểu
các chị em kiểu các bạn nữ đang trong tình trạng là nửa hư, đang tìm đến cái hư, tìm đến cái độ quyến rũ, cái độ sexy nhất định ấy. Và kiểu nó sẽ hơi đứng tuổi tầm 24-25, chắc là tôi nghĩ như thế là hợp lý. Mà thứ hai thì anh em mình cũng 30 được mà, đúng không? Anh em mình tìm những bạn tầm 24-25 là hợp lý mà. Yeah. Và theo ông thì cái mùi hương này nó có hợp với cái gu phụ nữ mà ông thích không? Có lẽ đây là một mùi hương mà tôi đang tìm, ông ạ. Có thể nói là như vậy. Hương trên người phụ nữ mà ông đang tìm, đúng không? Ừ. Nếu mà không xinh mà xịt thì nhiều khi mình không thích đâu. Đúng rồi, chính xác không ạ? Thế nhưng mà tuy nhiên là có một cái đặc điểm rất hay của cái chai này là nó mang lại cho tôi một cái cảm giác là nó giống như cái tên ấy. Thì đây là một cô gái có một cái nét chấm phá, có một cái nét phá cách. Và cái mùi hương nó rất là khiến cho mình bất ngờ. Đấy là những điều tôi cảm nhận và tôi thích. Chai này thì tôi sẽ chấm số đẹp 8.8. 8.8, ok nhá, okay. Đang là cao nhất rồi. Chúng ta cùng nhau đến với cái mùi hương cuối cùng. Tôi nghĩ tôi chỉ ở đây tí nữa chẳng hạn, chắc là tôi khỏi ngủ luôn. Ok. Ui. Thực ra bởi vì mùi hương này là mùi hương bám rất là... Ừ, thế mùi hương này thì nó khá là unisex ấy. Đây. Yeah. 540 nhưng mà phiên bản extract nha, màu đỏ nha. Làm tôi đi comment em này màu đỏ, tại vì cho nữ thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ dễ hơn, nổi bật hơn đúng không? Ừ. Với một nữ màu đỏ nó sẽ bản này nó dễ hợp hơn với nữ. Yeah, tuy đây là một mùi ngọt. Thế nhưng mà mùi ngọt này lại rất là sang. Và có một nét gì tôi cảm giác ngọt nhưng mà lại fresh. Lại khiến cho tôi cảm giác là tươi. Mùi này thì khỏi bàn rồi. Thế nhưng mà mùi này thì tôi lại cảm giác là nó sang quá, nó giàu quá. Nó không hợp với cái buổi first date. Ừ. Cảm giác như kiểu đi tiệc tùng ấy, đi ăn một cái bữa tiệc như kiểu cuối năm các thứ thì chắc là hợp lý đúng không? Không, nếu mà first date thì tôi nghĩ là vẫn ok. Thế nhưng mà cái mùi này thế lại là một cái cô mà tiểu thư. Nó bị kiểu cao hơn nó so với kiểu cái mà yêu cao cầu hơn của so mình với yêu cầu, bởi vì tôi chỉ sợ là tôi không với đến cái cô tiểu thư đấy. Ừ, nó có khoảng cách. Ừ, nó có chính khoảng xác cách. Là chính xác là như vậy. Bởi vì cái mùi này nó có một cái nét đẳng cấp. Ừ. Đó, tôi thấy vậy. Nếu mà chấm mùi này thì không thể chấm thấp được. Mặc dù là tôi, cái gu của tôi thì nó hơi khác một chút. Thế nhưng mà mùi này ok, tôi sẽ chấm mùi này là... Đây là một sự ưu tiên, đúng không? Đây là một mùi có sự ưu tiên. Có sự ưu tiên, có sự ưu tiên. Ok. Bạn chấm đi để tôi mùi này lọc ra. 9 điểm. Ok, 9 điểm cao nhất luôn. Okay. Chúng ta để đây và nghỉ một chút. Rồi chúng ta sẽ quay lại. Bây giờ chúng ta quay lại với những cái mùi hương này. Thì chúng ta bây giờ mình sẽ chọn ra 3 mùi đi. 3 mùi mà bạn thích, xong rồi bạn sẽ ngửi lại. Để xem là mùi hương nào phù hợp nhất với cái gu bạn nữ mà Hiệp thích. Thì đây là mùi hương đầu tiên mà Hiệp chấm điểm không cao này. Ok. Cái mùi na này nữa có lẽ là không cần cho Hiệp người lại, tại vì chúng ta đã quá là quen thuộc với hai mùi hương này rồi. Ok. Đây, và chúng ta còn lại 3 chai Scandal này, rồi yeah. Good Girl và Baccarat 540 phiên bản extract. Thì bây giờ chúng ta ngửi lại nhá. Đây. Ok. Bạn ngửi lại xem là bạn chấm điểm xem. Thế mà nó có độ wide down xuống. Đây là Scandal nhỉ. Scandal. Okay. Đây. Ok. Đây là 540. Wow, 540 đến bây giờ thì lại bớt ngọt đi. Nó nhẹ nhàng hơn. Và nhẹ nhàng hơn và hơi chua một chút. Đây là gọi là đặc biệt của ông ạ, ưu tiên hơn. Ok. Cho đến giờ sau khi ngửi lại thì tôi cảm giác là Good Girl nổi bật hẳn luôn. Good Girl nổi bật hẳn luôn. Nổi bật hẳn luôn, còn cái Baccarat 540 thì tuy rằng vẫn rất là hay thôi, thế nhưng mà không phải gu. Tôi vẫn cảm giác không phải gu của tôi và nó hơi bị nó hơi bị sang so với sang quá. Ok. Còn Scandal thì chắc là nếu bạn nữ nào đi date với ông chắc là cũng được đúng không? Ok. Không, thực sự là nếu mà tôi mà giàu ấy thì tôi cũng sẽ thích một cái bạn nữ mà dùng cái này thôi, nhưng mà bây giờ chưa giàu nên là chưa dám mơ. Chúng ta gọi là mây đằng nào gặp gió đằng đấy đúng không? Chính xác. Thì bây giờ ông xếp là Google đầu tiên số 1 đúng không? Yeah. Xong rồi đến gì? Đến Scandal hay là đến 540? Google đầu tiên và sau đấy là đến 540. Yeah, đến 540. Yeah.
và cuối cùng là Scandal. Thực ra thì Scandal mà đứng được ở trong top này cũng là ok rồi, tại vì nếu mà so về giá thì chắc là Scandal là rẻ nhất rồi đúng không? Đúng rồi. Và xong rồi đến Good Girl. Xong đến Good Girl. Và rồi mới đến 540. Và đó là cảm nhận của Hiệp, một khách mời chắc là gọi là có một cái mũi nó ok hơn những cái người dùng khác. Thì bạn ấy đã chọn Killian Good Girl World Best là người chiến thắng trong ngày hôm nay. Và không biết là các bạn đã sử dụng qua những chai nước hoa nào ở trên này hay chưa, thì các bạn hãy bình luận cho mọi người cùng biết cảm nhận của các bạn ở phía dưới. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube mình nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.